Dạ rồi, hello em, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu ngày ha. Thì hôm nay em sẽ quay thanh lý một mớ mỏ lết nha anh em. Đó, mỏ lết ha. Quay cái này 6 kg anh em ha. Đó, thì em sẽ bán giá là 650.000 anh em. Đó, anh em chuyển khoản thì cái này em bán không bao ship nha anh em. Đó, vì giá này bó bèo ha, 650.000 nha. Còn anh em nào chuyển khoản thì chuyển cho em 700 ha. Còn nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship giùm em. Đó, do cái này quá nặng ha. Chuyển khoản thì chuyển cho em 700 em còn như em sẽ bù tiền vận chuyển cho anh em ha, thanh lý nha anh em. Đó. Nào 1 2 3. Đó, xây 200 nè, 200, 250 rồi 150 cũng có anh em. Đó, 300 cũng có luôn ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con cây mỗi lớp răng ha, 12 13 14 15 16 17 18 cây nha anh em. Đó, 18 cây ha, 650 nha. Đó, thì 200 200 250 rồi 300 cũng có nha anh em. Ừ, thì như hình nha. Đó, thanh lý ha. Hết đóng này thì 650, anh em chuyển khoản thì chuyển cho em 700 ha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Do cái này nó tới 6 kg lận. Đó, anh em thấy ha, 6 kg lận nha. Rồi, mới này ha, clip này thì clip cũng clip 5. Anh em chốt thì cứ liên hệ em ha. Rồi, em xin kết thúc clip nha mọi người.